Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. As brilliant as blooming flowers. Someone help me with this wind! I am the defender of this realm. For the tribe. Tại vì sao mình gọi đây là gia đình bất ổn, lát nữa mình sẽ giải thích sau cho tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ Bright có phản ứng vàng đẹp ha. Bright có để ý tới cái phần lát trận đấy. Như các bạn biết thì từ trước tới nay mình cũng đã làm rất là nhiều clip về biệt đội rồi. Và có những cái biệt đội có thể nhuộm được cả bản đồ luôn. Ví dụ chúng ta có biệt đội tinh hệ chẳng hạn, nhuộm tím bản đồ. Chúng ta có biệt đội nguyệt tộc chẳng hạn, nhuộm đỏ bản đồ. Còn ngày hôm nay sẽ là biệt đội gia đình nhà ong nhuộm vàng bản đồ luôn. Bởi vì nếu như các bạn nhìn qua về phần lát trận, các bạn sẽ cảm thấy rất đẹp, rất là đẹp luôn đấy. Trước tiên thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến 4 bạn còn lại trong team của mình đã dành thời gian quý giá để cùng mình đưa đến cho mọi người một trận đấu thú vị như thế này. Bây giờ mình sẽ cần phải giới thiệu qua về từng thành viên một trong team của mình. Trước tiên là mình cho Elsu xạ thử tinh linh và đi rắc cảnh vệ bầu trời vào trong cái đội hình này nhá. Thật ra thì hai cái bộ trang phục này không liên quan gì tới ong, nhưng mà nó đều là trang phục màu vàng. Vậy nên mình cho hai cái bộ trang phục này vào team ấy thì nó cũng đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì cái team của mình là một màu vàng chóe mà. Đấy, thế nên cho hai cái bộ trang phục này là rất hợp. Đấy là lý do tại sao có hai cái bộ trang phục này xuất hiện trong biệt đội gia đình nhà ong nhá. Đấy là hai cái bộ trang phục mình cũng đã giới thiệu. Còn chúng ta còn có gia đình nhà ong bất ổn. Tại vì sao mình gọi đây là gia đình bất ổn? Lý do về tên của bộ trang phục nghe nó rất là hài hước. Ví dụ chúng ta có Anatea, chị ong bay thấp, Thên, bác ong bay vừa, và Elendo, chú ong bay cao. Trời ơi, bay thấp, bay vừa và bay cao. Đấy, cái tên các bạn thấy dị không? Thế nên đây mình gọi đây là cái gia đình nhà ong bất ổn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt luôn Lorion đi được đâu bạn ơi. Và cho lên bàn điểm số một mạng đầu tiên dành cho mình, cực kỳ thơm. Hiện tại team mình cũng đang kiểm soát được trận đấu rất tốt khi mà cả team ăn được 3 mạng nhé. Trong khi đó là team địch chưa ăn được cái mạng nào cả. Đấy, tính ra thì mình cũng đã review cho người về cái bộ trang phục Elendo rồi. Cái bộ trang phục chú ong bay cao này. Nhưng mà lúc đấy chỉ là mode skin và trong một trận đấu luyện để test cho người hiệu ứng thôi. Còn ngày hôm nay là mình đang trải nghiệm chính thức các bạn ạ. Đấy, nào 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 nào, Thên ơi bình tĩnh Thên ơi. Trời ơi, để mình cứu Thên. Nhưng mà thôi, Thên hy sinh rồi. Yên tâm là mình sẽ trả thù cho bạn bằng cách là cố diệt Bright. Nhưng mà nó bắn đau ra phết các bạn ạ. Từ từ đã, để mình té nhá mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ kích quạt chiêu cuối để bay vào thịt luôn. Đấy, chúng ta cần phải biết câu kéo khi mà Bright nó rút máu đến từ chiêu cuối là các bạn có thể lao vào tấn công. Và vừa xong mình có thêm một mạng nữa rất là đơn giản. Nhìn cái con ong ấy của Elendo thì mình cũng cảm giác là không quen. Bởi vì từ trước tới nay khi mà quẩy Elendo thì hầu hết là chúng ta sẽ nhìn thấy cái con bướm nhá, đến từ kỹ năng. Còn bây giờ sẽ là sử dụng kỹ năng sẽ tạo ra một cái con ong. Và cái con ong này nó vẫy cánh cực kỳ nhanh các bạn ạ. Nhìn rất là ảo luôn.
Đặc biệt khi mà các bạn tấn công vào mục tiêu thì lập tức các bạn sẽ ném vào tích hai cái cánh ong rồi đến thân ong. Đấy, nào. Thế nơi bình tĩnh, ui rồi ăn choáng thế này thì đỡ làm sao được. Phí quá các bạn ạ, tí nữa thì mình có mạng của Rosie rồi. Nhưng vừa xong mình bị ăn choáng của Lavin khi mà bắn chiêu cuối. Đấy, hiện tại Rosie bây giờ còn nửa cây máu thôi. Rosie là không dám lên quá cao nữa đâu. Buồn quá lựa chọn phong cách ôm trụ à. Lên cao đi bạn ơi. Ôm trụ thật luôn kìa. Chịu luôn. Thôi thì bây giờ tập trung ăn cái con Caesar nhá. Đấy, khi mà đánh vào ấy thì các bạn nhìn thấy qua là chúng ta sẽ tích được một cái cánh ong, hai cái cánh ong. Và sau đó tích cái người con ong. Đấy là khi mà chúng ta đánh thương vào mục tiêu ấy thì các bạn nhìn thấy qua trên đầu của mục tiêu là như vậy. Đang có bà Rai này, mình lao vào mình cấu rỉa xương xương cho nó giật về. Ấy, cấu rỉa vậy thôi. Tên ơi cẩn thận tên ơi. Bây giờ nhìn thấy đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thôi thì yên tâm, mình sẽ cố gắng giúp bạn nhá. Bằng cách là mình sẽ quay ngược lại thịt luôn bà Rai, bắn luôn, solo thẳng thừng luôn. Ui ôi, nhưng mà nó khỏe quá các bạn ạ, từ từ bắt bướm. Quay ngược lại, bắn luôn. Đấy, có mạng luôn của bà Rai này. Thế là vừa xong là mình quay ngược lại, mình tấn công được bà Rai và có mạng thứ ba nhá. Rất là may mắn. Thật ra thì đánh Elendo ấy là các bạn cần phải cố gắng sử dụng kỹ năng vị tướng này nó thuần thục vào. Bởi vì đây là vị tướng chơi rất là khó nha. Nếu như mà các bạn chơi được tốt thì chắc chắn các bạn sẽ có những pha rất là ảo diệu và khiến cho đối phương bị trầm trồ, bất ngờ. Đấy, còn mình thì thi thoảng mới quẩy Elendo thôi. Vậy nên nếu như mình có những cái pha xử lý mù mắt quá thì mong các bạn thông cảm giúp mình. Sổ sứ mệnh lần này thì gia đình nhà ong xâm chiếm liên quân rồi các bạn ơi. Và không biết là các bạn có cảm thấy sổ sứ mệnh lần này có được hay không, nhớ để lại comment bên dưới giúp mình. Còn bây giờ mình sẽ cố gắng tiếp cận Vera, sau đó là mình xin. Cảm ơn Dirac nhiều nha. Ở kia team địch bắt đầu kéo nhau ra đây rất đông, mình sẽ tấn công thẳng mặt Lorion và đây là double kill. Và ngoài ra chúng ta có cả trụ, một công đôi việc, mình kiếm được hai mạng và ngoài ra có được luôn cả một trụ các bạn ạ. Cứ tập trung farm thôi. À, Rosie định bắt mình à? Bắt làm sao được, bây giờ mình sẽ tấn công thẳng mặt Rosie nhá. Ấy, kể cả băng trụ đi chăng nữa thì tấn công Rosie. Rosie bốc hơi, thế là mình có thêm một mạng nữa là huyền thoại. 6 mạng rồi. Tranh thủ trong khoảng thời gian này thì mình cũng sẽ cố gắng ép luôn cái trụ đường trên nhá mọi người. Bây giờ là ăn mạng phải đi đôi với đẩy trụ nữa. Trong khoảng thời gian này thì cũng hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một nút like. Và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là sự ủng hộ của các bạn dành tặng cho mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Đặc biệt là nút like là hoàn toàn miễn phí nha. Thế nên các bạn, mỗi bạn cho mình xin một nút like thôi, ấn nhẹ nhẹ giúp mình nha. Cứ tập trung farm cái đá. Trong khoảng thời gian này mình đang muốn cho team địch xanh xanh một tí, đánh nhau nó mới được căng. Chứ còn team địch hiện tại đang bị lép vế rồi. Dòng đi team ơi, dòng này. Kiểm soát được hết toàn bộ những mục tiêu lớn. Ô kìa, đang có Lavin. Ra solo với Lavin luôn, cấp độ 11 với cấp độ 8. Dí thẳng mặt kích quạt chiêu cuối, đẩy để có thể làm choáng vào Lavin bốc hơi. Lavin vừa xong là bắn ong. Như bắn làm sao được. Bây giờ thịt luôn Vera và Vera bốc hơi, mình có mạng hỗ trợ nha. Từng thành viên của team địch là đi lẻ và chết dần. Thêm cả Lorion, mình sẽ tiếp cận Lorion, bắn nốt Lorion. Và Lorion cũng bốc hơi luôn, toàn hỗ trợ thế này. Căn bản cấp độ của mình chênh lệch so với đối phương rất là nhiều rồi. Rosie là không cho về nhá. Châu thì bắn lâu cũng chết, đấy có mạng hỗ trợ. Team mình đang muốn ép thẳng đấy này. Thôi được rồi, mình sẽ chiều đồng đội. Chúng ta sẽ lấy luôn đường lính siêu cấp. Ok, một đường lính siêu cấp rất nhanh, gần 7 phút đồng hồ. Tớ tớ phải đẩy lính ở đường giữa lên, sau đó là team mình mới có thể ép được tiếp chứ. Không biết là trong tương lai Liên Quân có ra mắt thêm những cái bộ trang phục liên quan tới ong hay không. Chứ còn bây giờ mình chỉ thấy là có chị này, có bác và có chú mà thôi. Đó là chị ong bay thấp, bác ong bay vừa và chú ong bay cao. Chưa thấy em ong, rồi cô ong, rồi cô dì chú bác thím ong. Đấy, kiểu vậy các bạn ạ. Ok, tiếp tục đây sẽ là đường lính siêu cấp thứ 2. Team địch là chịu khuất phục chưa? Từ từ nha team nha, để cho mình ép nốt đường lính siêu cấp thứ 3 bằng cách là đẩy cao lính ở đường trên lên cái đá. Giờ ép phải ép dần dần, ép từ từ. Không biết là team địch có cử ai ra đây thủ hay không nhỉ? Chứ mình thấy qua là team mình cũng lui về dần rồi, chắc chắn là team địch sẽ cử người ra đây thủ cho mà xem. Thấy có Vera này. Thôi thì cứ lấy máu của trụ thôi. Đấy, và chắc chắn chúng ta sẽ có trụ. Ok, như vậy là thành công rồi đấy. Mình cũng cần phải nể luôn với Liên Quân.
nể luôn chị gà rán, tại vì sao lại có thể đặt cho quả tem nó bất ổn như vậy. Không biết là lúc mà các bạn nghe xong cái tên gọi của gia đình nhà ong, các bạn có cảm thấy sốc hay không? Chứ còn bản thân của mình là cảm thấy như kiểu là như một trò đùa. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên ép cùng với đồng đội nha mọi người nhá. Mình sắp phun đồ đến nơi rồi. Mình đang muốn team giao tranh đây để có thể là nhuộm vàng bản đồ. Bởi vì khi mà team mình combat ấy, hiệu ứng kỹ năng rất đẹp và Lorion bốc cười. Á, có Rosie này tấn công thẳng mặt Rosie. Các bạn nhìn thấy qua toàn hiệu ứng màu vàng mà thôi. Và Rosie là bốc hơi tiếp, mình có được một mạng nữa rồi nhá. 8 mạng. Tranh thủ trong khoảng thời gian này team địch đang thua người. Team địch là mất 2 người rồi. Team mình sẽ cố gắng ép thẳng. Nếu như có cơ hội là sẽ kết thúc luôn trận đấu. Đấy, Brai này. Vui hồi Brai. Từ từ bắn tiếp Brai phát nào. Brai hy sinh. 9 mạng. Chơi bây giờ là phải hổ báo, căn bản mình có quả cầu bất tử. Đấy, tức là mình sống sót rồi. Ui, có xíu máu. Ui giời ơi. Còn đúng xíu máu mà cái trụ nó lại còn tặng cho mình thêm một phát bắn nữa thì đỡ làm sao nổi đây. Thế là mình không giữ được. Mình không giữ được không chết mạng nào cho trận đấu ngày hôm nay rồi. Cuối cùng là mình cũng chết một mạng. Nhưng mà dù sao là team mình cũng đã lấy được 3 đường lính sơ cấp nhá. Lát nữa có đàn em của Toro lên vào thời điểm chưa đến 10 phút đồng hồ như thế này thì toang quá. Không biết là team địch sẽ thủ nhà ra làm sao. Một cái điểm chung của sổ sứ mệnh tất cả các mùa từ trước tới nay, đó chính là những cái bộ trang phục nằm trong sổ sứ mệnh đều không có hiệu ứng biến về. Kể cả chú ong bay cao của chúng ta Elendo thì cũng không có hiệu biến về nhá. Thật ra thì mình review chi tiết cho mọi người, bởi vì là có một số bạn thì cũng hơi khó tính ấy, lắm khi cũng bắt bẻ mình đọc được dưới comment. Đó là review trang phục mà chả có review biến về gì cả. Đấy, thế nên là mình cần phải review chi tiết như vậy. Ok, quay trở lại với trận đấu này, bắt đầu đàn em của Toro được dâng lên rồi đấy. Và ngoài ra thì team bạn đúng thật là như kiểu sân bay tân sân nhất luôn. Phẳng lì luôn, như TV màn hình phẳng luôn các bạn ạ. Còn đứng một cái nhà chính mà thôi. Bây giờ mình sẽ cùng lên sau đó ép với đồng đội nhá. Nào, trước khi kết thúc trận đấu này mình sẽ cần phải kiếm một vài mạng. Trước tiên là Vera, dí luôn Vera này. Vera chạy được đi đâu? Hiện tại Vera không còn tốc biến thì chắc chắn là Vera sẽ cần phải bỏ mạng thôi. Vera bốc hơi luôn rồi. Ấy, mạng thứ 10 rồi nhá. Nào, tiếp tục là bắn tiếp giữ vị trí. Cho mình xin một mạng nữa. Thôi thì chơi tạm mà Rosie cũng được. Zamba Rosie này. Đây là mạng thứ 11. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Gia đình nhà ong đã chính thức quét sạch team địch rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.